Tuấn Tú đang ở tại trung tâm BVF, hôm nay được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mời sang để thử tập luyện cùng các bạn ở trung tâm. Đây là trung tâm BVF, rất đẹp. Đây là Messi Hà Tĩnh, lên và Tuấn Tú của Hà Nam. Hai bạn đang đứng với nhau. Phát được một tuần rồi à? Nhớ nhớ nhà không? Đây là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Huấn luyện trưởng các bạn đây mà. Tập luyện. Tuấn Tú đang tập luyện cùng các bạn tại trung tâm BVF.